Ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietinbank và tập đoàn công nghệ CMC. Dự buổi lễ về phía tập đoàn CMC có ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn CMC, các lãnh đạo công ty con, các phòng ban chủ chốt của tập đoàn CMC tham dự. Về phía Vietinbank có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Trần Minh Bình cùng các thành viên trong ban lãnh đạo, kế toán trưởng, giám đốc các khối, chánh văn phòng Hội đồng Quản trị và trưởng phó phòng các phòng ban trụ sở chính tham dự. Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn CMC đã và đang khẳng định vị thế ở trong nước và hướng tới thị trường khu vực và quốc tế với vai trò là một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm và sức mạnh của mình, CMC đã trở thành đối tác tin cậy và uy tín trong các dự án công nghệ thông tin thuộc nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, Vietinbank và tập đoàn CMC đã luôn đồng hành, hợp tác cùng phát triển trong nhiều dự án. Cụ thể, Vietinbank đã trở thành tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng chuyên sâu cho tập đoàn CMC và các đơn vị thành viên. Đồng thời, các dịch vụ công nghệ do tập đoàn CMC cung cấp đã đáp ứng tốt nhu cầu của Vietinbank. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ khẳng định, Vietinbank sẽ cùng tập đoàn CMC nâng cao hơn nữa năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Đặc biệt, Vietinbank cam kết nỗ lực tối đa cung cấp cho tập đoàn CMC và các đơn vị thành viên các dịch vụ ngân hàng chất lượng nhất, đồng thời triển khai tích cực và hiệu quả các nội dung, điều khoản trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietinbank và tập đoàn CMC. Về phía tập đoàn CMC, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính cũng cho biết, tập đoàn CMC rất vinh dự và tự hào khi trở thành đối tác chiến lược của Vietinbank. Với những kinh nghiệm đã có, tập đoàn CMC sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ xây dựng quá trình chuyển đổi số cho Vietinbank. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ và Chủ tịch tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính đã đặt bút ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên. Thỏa thuận hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh của hai bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh để cùng nhau phát triển với những kết quả tốt đẹp. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.